Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay nhà mình đi coi nhà. Mình sẽ quay cho các bạn xem cái mẫu nhà này. Cái này là cái đằng trước nhà nè các bạn. Cái này là cái mặt trước của cái ngôi nhà nè. Nhà này ở phía trước nhìn cũng đẹp. Dạ. Đây là ở ngoài mình mới bước vô thì sẽ có cái cầu thang đi lên là cái tầng ở trên và cái cầu thang đi xuống là cái tầng ở dưới. Bây giờ mình đi lên trên trước. Cái này là cái phòng bếp nè các bạn. Bên tay phải là cái phần này là cái phần nhà giống như phòng khách á. Nhà này người ta vừa mới xây xong, chưa có dọn chủ chưa có dọn vô nên chưa có đồ đạc gì hết. Này nó có cái lò sưởi ở đây. Lò sưởi này người ta áp sát cho tường luôn chứ nó không có lòi ra bên ngoài. Cái này nó cũng áp sát cho tường, nó cũng gọn, nó không có chiếm một phần diện tích. Này là cái mặt trước nè. Cái bếp rộng quá trời luôn. Thường thì sẽ để cái bàn ăn ở đây. Cái chỗ khoảng trống này là người ta sẽ để cái tủ lạnh nè. Tủ lạnh ở đây. Cái này là cái bếp nè các bạn. Cái này là lò vi sóng. Ở dưới này là cái lò nướng. Rồi, kế bên sẽ là cái bồn rửa chén và cái máy giặt chén. Cái này là cái tủ để giặt chén nè. Dạ, chắc ở dưới á ba. Rồi, cái này là phía sau giường nhà. Người ta gọi là cái dép để mình ra ngoài mình ra ngoài phía sau nè. Ồ, anh Tấn đây nè. Rồi bây giờ mình đi vô mấy cái phòng bên trong thử nó phòng mình như thế nào. Ở đây có một cái phòng nhỏ để mình chứa đồ. Ở đây là phòng gì đây? Cái này là một cái toilet. Này là cái phòng nhỏ, phòng toilet nhỏ thôi. Rồi, cái này là cái phòng, một cái phòng ngủ nè. Phòng ngủ này thì ở đây là cái phòng chứa đồ. Ở đây thì sẽ có một cái giường ở đây. Trong này là một cái toilet khác nữa. Này người ta gọi là chắc cái phòng này master bedroom quá. Phòng này phòng phòng cái phòng ngủ lớn. Ở đối diện cái phòng ngủ lớn thì có hai cái phòng ngủ nhỏ. Này phòng chứa đồ. Mình sẽ đi cái phòng ngủ kế bên. Rồi, phòng ngủ này, cái này là phòng chứa đồ. Tức là hai cái phòng ngủ nhỏ, cái mặt nó hướng ra phía trước. Cái mặt nó hướng ra phía trước nè các bạn. Còn cái phòng ngủ lớn thì cái mặt nó hướng ra phía sau nhà. Dạ, cái phòng ngủ lớn á, thì có cái toilet, có cái phòng tắm riêng. Còn hai cái phòng ngủ nhỏ này á, thì sẽ dùng chung một cái toilet nhỏ hơn. Ở trên lầu là có nhiêu đó đó. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới dưới tầng dưới như thế nào. Này miếng lưới để người ta lắp vô cái cửa sổ nhưng mà người ta chưa có lắp, người ta chưa có đặt vô. Này là một cái phòng khác nữa nhưng mà người ta chưa có làm xong. Này là một cái phòng nè.
Này là một cái phòng khác nữa, ở dưới này người ta chưa có hoàn thành xong. Nên mình nghĩ cho nó là một cái toilet nữa nè. Ở trên lầu thì người ta đã xây hoàn thành xong rồi, nhưng mà ở dưới đất thì ở dưới tầng thứ hai ở dưới thì người ta chưa có xong. Wow, cái sân sân vườn phía sau rộng quá trời rộng. Well, I think what I sent you to finish the bathroom and hang the sheetrock and tape and texture it, no paint. It, cái cửa chỗ này mở ra gara nè. So đây là cái gara của cái nhà này. Gara này để được hai xe. Yes, because we just changed prices this morning. $339,000. Đây là một cái phòng khác nữa. Này là cái cửa ra phía sau. Wow, ra đằng sau trời nắng ấm. Hồi nãy giờ ở trong nhà hơi lạnh. Phía sau nhà rộng quá trời rộng. Hồi nãy cái này là phía trên lầu nè các bạn. Nhưng mà cái nhà này người ta không có làm cái cầu thang để đi bộ lên. Nhưng mà có nhiều nhà thì người ta sẽ làm cái cầu thang đi bộ lên, nhưng mà cái chủ nhà của nhà này người ta không có muốn làm cái cầu thang đi xuống, nên thành ra không có, người ta không có làm. Wow, cái đất rộng quá trời luôn. Này là trước đường cái nè. Nhà này cũng chưa có xây xong nữa. Ở phía trên này xong rồi mà phía dưới chưa có xong. Đây là cái ông Mỹ. Ông dắt mình đi coi nhà. Ở phía dưới thì được 3 phòng. Ở phía dưới thì được 3 phòng. Phòng này cũng lớn nè. Hai phòng kia nhỏ hơn. Còn cái này là cái red room. Này là phòng red room nó nhỏ. Thì cái này là mặt trước của căn nhà nè. Hay mình ra phía trước nhà mình quay, mình quay cái mặt trước của căn nhà. Ở bên này nhà người ta thường sân vườn rất là rộng luôn, nó rộng gấp đôi gấp ba cái căn nhà, diện tích căn nhà luôn. Người ta trồng cỏ cho nó mát mẻ, cho nó sạch sẽ. Đây là cái mặt trước của cái căn nhà. Cái sân vườn rộng cắt cỏ đã luôn. Cái này là nhà kế bên, người ta chưa có làm hàng rào, người ta để cái dây sẵn, người ta ngăn để sẵn, người ta chưa có làm hàng rào. Mình khoái nhất là cỏ. Cỏ nhìn nó mát mà nó sạch sẽ. Có nhiều gia đình người ta trồng bông hoa, cây, trái, ăn quả nữa. Nhưng mà nhìn cỏ như thế này thấy nó sạch, nó đẹp, nó mát mẻ nữa. Cái này là bằng gỗ nè. Cái này bằng gỗ.
Thôi cái video dài rồi, mình tắt cái video ở đây nha. Tạm biệt các bạn. Bye bye.